Anh Thương chạy riết rồi kìa. Má xe vô mà anh đi cầm đi qua đường cầu việc thấy chứ. Dân làm cầu mà phải đi cầu giỏi mới được chứ. Xin mến chào cô chú anh chị các bạn. Hôm nay thì đến đây để cập nhật xây dựng cây cầu kinh chùa ấp Ngọc Tân xã Ngọc Trúc. Ngày hôm nay mấy anh em cũng tiến hành đổ cái đà này để sắp tới mình đóng cái sàn, sau này đổ cái mặt sàn nữa, hoàn thiện cây cầu. Thì một vài hình ảnh thiện quay phim các anh em đang thi công xây dựng cầu đó để gửi đến các cô chú anh chị các bạn xem. Thì bên này là đổ được một phần bê tông ở cái đường đà mép bên sông rồi, thì còn lại mép bên kia là còn bên kia nữa. Thì đây là mình đổ bê tông cái đà trước, rồi ngày mai á dỡ cái cốt pha ra để đóng cái mặt sàn ở phía trên. Thì tại vì do cái đường dẫn nó cũng chổi cây nó cũng hơi khó đó, không dám đóng liền luôn, thì để cái đà đổ trước gì á thì nó cứng, nó gánh luôn được cái phần trên. Thì mời các cô chú anh chị cùng theo dõi video của Thiện nha. Hồi nãy cái xe gùa mới lấy qua đó thì đẩy cái phần đất này vô trong cái mố, sau này nâng cái đường dốc lên. Ở trên bên này thì nó hơi ngắn hơn bên kia cho nên thì đẩy cái mô lên cho nó hơi cao chút để sau này xe đi là qua lại nó dễ. Hôm nay có mấy chú lại tiếp làm cho nó mau rồi. Tết này bên này vui rồi chú ha. Vui. Dạ. Chỗ này có cầu rồi vui rồi. Có cầu vui. Dễ qua lại. Dạ. Hai to đó hả? Tính là ngày mốt mình gáp cái nhịp giữa đó, rồi xong đóng cái này rồi xong bô dĩ lên đó, đổ một lượt luôn. Dạ. Tiền ơi. Qua tiếp một hồi nữa Tiền ơi. Qua Tiền ơi. Cái đà ở giữa là cái đà chịu lực chính cho nên mình đổ nó bự hơn hai cái đà hai bên. Sau này khi mà hoàn thiện rồi đó thì cái mặt đa nó sẽ bằng cao hơn cái bí dáng một chút. Thiện sẽ làm cái đường dẫn đường đà hai bên trước, còn giáp cái nhịp giữa đó rồi mình sẽ tăng cường sắt thép. Tại vì cái đoạn giữa này nó dài hơn, mình tăng cường sắt thép thêm. Ở bên này thì cái cối để bên này trộn rồi, sau đó chuyền cái vỏ qua bển để đổ bê tông bển. Thiện nhờ mấy chú mấy anh tiếp đẩy cái phần đất này vô trong cái mố để nâng cái dốc cầu lên. Rồi. À, này cái phần đất này đổ vô cái mố này để nâng cái độ cao của cái dốc lên. Thì sau này xe anh chảnh đi xuống nó đỡ có bị chuối á. Do mình làm cái dốc cao đỡ chuối.
ơi. Mấy cắt gỗ rồi chưa? Hả? Quay tao đi cầu á thiệt. Mấy anh em đang chuẩn bị đổ bê tông ở cái nhịp dẫn mé bên sông để bắt theo cái cầu này để đi qua bển. Thùng nước đá không mà ta? Còn dưới cái thùng nào này là mình phải chuyền từ cái vỏ máy chuyền xuống này, bên kia đi không có được. Hôm nay do đổ cái đà thì cũng cần có đông người ở trên bà con hôm nay ở sống khu vực quanh cái cầu kinh chùa này thì cũng có đến tiếp phụ tiếp cái công việc đổ bê tông của nhóm thiện nguyện.